Chào các em. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em bài học đầu tiên của học phần kế toán tài chính 1. À, đó là tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Thì à, để bắt đầu nghiệp vụ kế toán, bắt đầu công việc của một kế toán thì chúng ta phải biết cách tổ chức kế toán. Mục tiêu của chương này giúp các em hiểu được vai trò của kế toán và công tác tổ chức kế toán trong doanh nghiệp. À, biết được các hình thức tổ chức kế toán doanh nghiệp hiện nay, biết được các quy định, biết được môi trường pháp lý à, của công tác kế toán và hiểu được nội dung và tầm quan trọng của báo cáo tài chính, báo cáo kế toán trong doanh nghiệp. À, để đạt mục tiêu đó thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu xem tổ chức bộ máy kế toán như thế nào, tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán ra sao tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán như thế nào và tổ chức vận dụng chế độ kế toán theo cái chế độ nào cũng như cuối cùng là cái hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Đó là nội dung chính của chương 1 này. À, đầu tiên là tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp thì các em phải biết môi trường pháp lý của kế toán tài chính để có cái bước tổ chức kế toán thật là ổn. Thứ nhất là kế toán tài chính à, phải bắt buộc là phải tuân thủ theo luật kế toán, theo chuẩn mực kế toán theo chế độ kế toán thì đó là những cái à, gọi là môi trường pháp lý của à, kế toán. Tại Việt Nam hiện nay thì luật kế toán áp dụng theo luật số 3 và à, vừa rồi thì có sửa đổi theo luật số 88 năm 2015 à sửa đổi bổ sung và bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải căn cứ trên chuẩn mực kế toán đây là những quy định hướng dẫn các nguyên tắc nội dung và phương pháp kế toán cơ bản làm cơ sở cho việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính ở Việt Nam hiện nay thì có 26 chuẩn mực kế toán à, thì à, à, bên cạnh đó thì các em phải tuân thủ cái chế độ kế toán doanh nghiệp chế độ kế toán doanh nghiệp là những quy định và hướng dẫn kế toán cho doanh nghiệp À, tại Việt Nam hiện nay thì có 3 chế độ kế toán cơ bản Doanh nghiệp Tùy theo cái quy mô đặc điểm ngành nghề à, Mà doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng một trong ba chế độ kế toán doanh nghiệp Thứ nhất là Theo chế độ kế toán theo thông tư 200 Thì hiện nay theo thông tư này thì phổ biến theo thông tư này à, Doanh nghiệp nhỏ vừa gì cũng có thể áp dụng được à, Bên cạnh đó thì có thông tư 133 thì áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ. À rồi cái đó có chế độ kế toán theo thông tư 132 là áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Thế thì tùy vào quy mô của doanh nghiệp của doanh nghiệp mình mà à, chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng một trong ba chế độ kế toán này. Thì theo chương trình của kế toán tài chính 1 trường mình thì chủ yếu chúng ta sẽ học chế độ kế toán theo thông tư 200 nội dung cơ bản của thông tư này thứ nhất là quy định chung những cái quy định chung về kế toán à, thứ hai là kế toán tài khoản kế toán thứ ba là báo cáo tài chính và cuối cùng là chứng từ và sổ kế toán đó là bốn vấn đề cơ bản trong thông tư 200 và chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu qua thì đầu tiên mình phải tìm hiểu biết xem vai trò của kế toán là gì à, tại doanh nghiệp thì kế toán giữ nhiệm vụ là thu thập xử lý kiểm tra thông tin phân tích các thông tin kinh tế tài chính của doanh nghiệp dưới hình thái giá trị hoặc hiện vật và thời gian lao động. Sau khi thu thập các thông tin này thì kế toán lại có nhiệm vụ là cung cấp thông tin kinh tế tài chính cho người có nhu cầu sử dụng thông tin bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Rồi, để tổ chức được bộ máy kế toán cho doanh nghiệp thì chúng ta lần lượt tìm hiểu qua các cái mô hình tổ chức thì hiện tại có hai cái mô hình cơ bản thứ nhất là tổ chức kế toán theo mô hình tập trung thứ hai là tổ chức kế toán theo mô hình phân tán thì đối với tổ chức kế toán theo mô hình tập trung đơn vị kế toán là doanh nghiệp mỗi doanh nghiệp thì thường có những cái đơn vị trực thuộc những đơn vị trực thuộc này là những đơn vị nhỏ không đủ điều kiện để tổ chức kế toán cho cái đơn vị trực thuộc đó. Cho nên hàng ngày cứ cập nhật các thông tin và theo định kỳ hàng ngày, cuối ngày hoặc cuối tuần hay là cuối tháng chuyển thông tin về cho à, doanh nghiệp về tại văn phòng công ty. Thì kế toán tại văn phòng công ty là à, có nhiệm vụ là tập hợp các cái thông tin à, từ các đơn vị báo sổ này gửi lên để tổng hợp và ra được những cái báo cáo tài chính đơn vị trực thuộc thì thu thập và phân loại chuyển chứng từ về cho kế toán doanh nghiệp để xử lý tại văn phòng. Còn đối với mô hình kế toán phân tán thì các đơn vị kế toán thường là những đơn vị lớn nó có những cái đơn vị trực thuộc có thể là đơn những đơn vị trực thuộc này có đơn vị có khả năng có điều kiện để tổ chức kế toán tại đơn vị trực thuộc thì cũng có những đơn vị chỉ báo sổ thôi tức là không có đủ điều kiện để tổ chức kế toán thì những đơn vị này cũng định kỳ hàng ngày hàng à, tuần báo cáo về cho doanh nghiệp à, để à, à, kế toán doanh nghiệp mới lập báo cáo cập nhật còn các đơn vị kế toán trực thuộc mà có đủ điều kiện lập kế toán thì sẽ à, hạch toán kế toán tại đơn vị phụ thuộc các đơn vị này được phân công à, từng thực hiện từng và bộ phận hoặc là toàn phần thì các đơn vị này sẽ lập báo cáo về cho doanh nghiệp phòng kế toán doanh nghiệp thì sẽ là nơi để thực hiện toàn bộ những báo cáo có liên quan đến mọi hoạt động của doanh nghiệp các đơn vị trực thuộc thì thực hiện kế toán một phần hoặc toàn phần theo sự phân công của kế toán doanh nghiệp À, cơ cấu bộ máy kế toán doanh nghiệp thì đứng đầu là kế toán trưởng là người phụ trách chung à, thì người kế toán trưởng này sẽ phụ trách các kế toán phần hành ví dụ như à, kế toán lao động tiền lương kế toán tài sản cố định công cụ dụng cụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm kế toán thanh toán kế toán ngân hàng kế toán kho hay là kế toán tổng hợp kế toán à, công cụ công nợ vân vân tức là một cái bộ máy kế toán gồm đầy đủ các phần hành như thế này để cho cái nguồn máy kế toán doanh nghiệp nó mới hoạt động ổn định rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần tổ chức chế độ chứng từ kế toán chứng từ kế toán là gì à, chứng từ kế toán là những vật mang tin về nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hoàn thành tức là từ lúc nó phát sinh cho đến lúc nó hoàn thành nha các em. Chứng từ là nguồn thông tin ban đầu là dữ liệu căn cứ để kế toán thu thập và xử lý thông tin để tổng hợp và để lập báo cáo. Chứng từ kế toán cần được luân chuyển nhanh kịp thời để kiểm tra xử lý cho nó đầy đủ. À hiện tại thì các doanh nghiệp có các loại chứng từ cơ bản như sau, tức là chúng ta có 5 loại chứng từ thứ nhất là những chứng từ về lao động tiền lương ví dụ như là chúng ta có bản chấm công bản lương à, rồi chứng từ về hàng tồn kho ví dụ các em có phiếu nhập kho phiếu xuất kho à, chứng từ về bán hàng ví dụ như những cái hóa đơn xuất bán hàng hay là những hóa đơn uh, vận chuyển à, chứng từ về tiền ví dụ như phiếu thu phiếu chi phiếu xuất phiếu nhập à, à, phiếu thu phiếu chi phiếu uh, ủy nhiệm chi vân vân ha rồi có chứng từ về tài sản cố định như là thẻ tài sản cố định hay là à, bản à, theo dõi trích khấu hao tài sản cố định đó, đó là năm loại chứng từ cơ bản và trên những cái loại chứng từ này thì kế toán sẽ tập hợp hàng ngày để à, ghi sổ sách và chứng từ thì doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng một trong các hình thức chứng từ cơ bản như sau à, cũng có thể là chứng từ do mình tự in à, tự in theo biểu mẫu những cái thông tin yêu cầu của quy định của nhà nước. À, chứng từ điện tử hay là chứng từ đặt in hoặc mua từ cơ quan thuế thì mình lựa chọn chứng từ loại nào thì nhất quán áp dụng nó ít nhất là trong một niên độ kế toán. À, và khi lập chứng từ thì mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp đều phải lập chứng từ ghi rõ đầy đủ các thông tin cần thiết của chứng từ. Chứng từ không được tẩy xóa, không được viết tắt, không được viết mà à, tẩy xóa à, và phải có đầy đủ chữ ký theo quy định và chứng từ phải đảm bảo tính liên tục về ngày tháng. Các em thấy thường các phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập, các hóa đơn vân vân ha. Các em đều thấy là có số seri à, liên tục rồi ngày tháng. Đây là những căn cứ mà để cho chúng ta kiểm chứng cái tính liên tục của cái toán các chứng từ doanh nghiệp tự in hay là chứng từ điện tử thì phải có nội dung và giao diện theo đúng như quy định. À, các doanh nghiệp có thể lựa chọn, có thể thiết kế cái mẫu chứng từ theo yêu cầu của doanh nghiệp mình nhưng mà phải đảm bảo các thông tin đầy đủ theo yêu cầu ha. Và chữ ký trên chứng từ thì chứng từ phải có đầy đủ những chữ ký theo quy định. À, nếu là phiếu thu, phiếu chi thì phải có đầy đủ chữ ký của À, phiếu thu thì phải có đầy đủ chữ ký của thủ quỹ là người nhận tiền vô đó phải có thủ quỹ ký rồi phải có người nộp tiền người lập phiếu rồi kế toán trưởng ký và giám đốc ký à, còn còn phiếu chi thì cũng phải có chữ ký của người lập phiếu của người nhận tiền của thủ quỹ chi ra của kế toán trưởng và của giám đốc à, các chữ ký này là phải ký bằng bút bi bằng bút bi mực xanh không được tuyệt đối không được ký bằng mực đỏ hoặc bút chì nha các em và chữ ký thì phải đúng cho chữ ký mẫu ví dụ như ngày đầu tiên mình đến giám đốc đến ngân hàng để mở tài khoản ngân hàng và đăng ký chữ ký mẫu nếu như giám đốc đăng ký một chữ ký của giám đốc thì mọi giao dịch tại ngân hàng đó giám đốc phải ký theo đúng chữ ký đó Trường hợp có thay đổi chữ ký thì phải báo lại với ngân hàng trước khi thực hiện giao dịch. À, chứ nếu không thì giao dịch không được chấp nhận. Còn trong trường hợp mà à, giám đốc, người đại diện doanh nghiệp đăng ký hai chữ ký khi giao dịch, à, tức là giám đốc với kế toán trưởng, thì mỗi giao dịch tại ngân hàng phải đầy đủ hai chữ ký của giám đốc và kế toán trưởng theo đúng như chỉ ký mẫu nha các em. Và kế toán thì à, ngoài việc phát hành chứng từ còn có việc kiểm tra chứng từ tức là khi mà mình lập chứng từ hoặc nhận một chứng từ từ đơn vị nào đó gửi về thì kế toán phải kiểm tra và kiểm tra sau khi kiểm tra tính hợp pháp của thông tin như là à, à, thông tin của đối tác rồi mã số thuế của doanh nghiệp các em lưu ý nếu như một cái phiếu mua hàng đem về hóa đơn đem về mà À, các cái thông tin trên hóa đơn không chính xác về người phát hành hóa đơn hay là mã số thuế của doanh nghiệp mình thì cũng không hợp lệ và sau này khi mà làm báo cáo thuế giá trị gia tăng đó các em thì mình sẽ bị à, xuất toán những khoản đó bởi vì à, không được không đầy đủ những cái thông tin hợp lệ thì à, mã số thuế mà không đúng thì xem như giao dịch này không phải là của doanh nghiệp mình ha cho nên nhiệm vụ của kế toán là phải kiểm tra đầy đủ các cái thông tin hợp pháp trên hóa đơn chứng từ khi nhận về rồi phải kiểm tra các thông tin của đối tượng kế toán trên chứng từ thí dụ như chủng loại số lượng đơn vị đơn giá thành tiền à, bấm máy nhân lại coi đúng hay không cộng lại coi đúng hay không à, trị giá hàng thế sức là bao nhiêu tổng trị giá thanh toán là bao nhiêu ha các em phải kiểm tra lại rồi sau khi kiểm tra thì chứng từ sẽ được luân chuyển Đến cho người có trách nhiệm hay kế toán viên thì chuyển qua kế toán trưởng kiểm tra và trình giám đốc ký. À, cuối cùng thì kế toán sẽ sắp xếp phân loại chứng từ lưu vào sổ sách lưu trữ. Có những loại chứng từ kế toán ta lưu trữ tối thiểu là 5 năm. Đối với những loại mà à, không trực tiếp à, sử dụng thông tin đó để ghi sổ hoặc để lập báo cáo tài chính thì chúng ta có thể sử dụng lưu trữ trong 5 năm. À, nhưng mà có những loại chứng từ chúng ta phải lưu trữ trong 10 năm từ 10 năm trở lên các em đó là những loại chứng từ mà liên quan trực tiếp đến việc ghi vi chép sổ sách cũng như lập báo cáo tài chính vân vân ha còn có những loại chứng từ mà phải lưu trữ à, gọi là vô thời hạn nghĩa là lưu trữ hoài luôn là những loại chứng từ mà liên quan tới cái lịch sử hình thành doanh nghiệp rồi sau khi chúng ta đã biết được những công việc của kế toán cũng như các loại chứng từ thì kế toán phải chuẩn bị các kiến thức để mà ghi chép sổ thì ở đây đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu qua cái hệ thống tài khoản theo kế toán tài chính Việt Nam hiện nay thì à, quy định rằng là phải thống nhất thực hiện ghi chép theo một hệ thống tài khoản à, do chế độ kế toán ban hành như cô nói hồi nãy chúng ta đang nói xoáy sâu vào cái thông tư 200 ha thì hệ thống kế toán của chúng ta sẽ đi theo hệ thống kế toán của thông tư 200 uhm, hệ thống kế, hệ thống tài khoản là sự thống nhất phân loại đối tượng kế toán theo số hiệu tài khoản để thuận tiện trong việc ghi chép sổ sách cũng như để kiểm tra tổng hợp số liệu kế toán thì hệ thống kế toán có gồm có tài khoản cấp 1 và tài khoản cấp 2 thì một số quy định chung cho hệ thống tài khoản kế toán Đây là hệ thống tài khoản để phân loại hệ thống hóa các dụ, nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp theo nội dung kinh tế à, doanh nghiệp có thể lựa chọn đăng ký áp dụng theo chế độ kế toán nào như cô nói hồi nãy mình có 3 chế độ kế toán thì mỗi chế độ kế toán nó có một cái hệ thống tài khoản khác nhau tất nhiên nó chỉ khác nhau à, chút xíu thôi. Ví dụ như theo thông tư 200 thì một hệ thống tài khoản đầy đủ nhưng mà theo thông tư 133 thì nó có thay đổi một chút hoặc là nó giảm một số tài khoản. Rồi thông tư 132 cũng vậy nó cũng giảm xuống một số tài khoản nữa. Đó thì à, tùy theo doanh nghiệp chọn áp dụng theo chế độ kế toán nào thì chúng ta sẽ tuân thủ theo cái hệ thống tài khoản đó nha các em. Và doanh nghiệp có thể mở thêm tài khoản cấp 2 hoặc cấp 3 nếu như trong chế độ kế toán mình chưa có thì mình có thể mở thêm cho phù hợp. Rồi, trước mặt các em là sơ đồ mối quan hệ tài khoản từ loại 1 đến loại 9 tức là chúng ta có tất cả 9 loại tài khoản. Thì đây là cái sơ đồ mối quan hệ. À đầu tiên là cái tài khoản loại 1, loại 2 là tài khoản tài sản. Tài khoản loại 3, loại 4 là tài khoản nguồn vốn. À thì rồi tài khoản loại 6 với loại 8 là tài khoản nói về chi phí. Tài khoản loại 9 là tài khoản để mà xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Tài khoản loại 5, loại 7 là tài khoản à, doanh thu và thu nhập khác. Thì à, có những nghiệp vụ trong quá trình hoạt động, có những nghiệp vụ sẽ làm tăng một khoản tài sản đồng thời làm tăng một khoản nguồn vốn. À, thì nó sẽ tác động lên tài khoản loại 1, loại 2 và tài khoản loại 3, loại 4. Cũng có những cái nghiệp vụ tác động làm đồng thời tăng một khoản nguồn, à, nguồn vốn và giảm một khoản nguồn vốn và giảm một khoản tài sản chứ à, thì nó cũng tác động bên nợ tài khoản à, 33 loại 3 và loại 4 cũng như bên có tài khoản loại 1 và loại 2 cũng có những nghiệp vụ à, là tác động làm tăng doanh thu đồng thời làm tăng tài sản à, thì nó bên có tài khoản loại 5 tài khoản loại 7 ghi bên nợ tài khoản loại 1 hoặc loại 2 ha cũng có những nghiệp vụ à, làm cho tăng chi phí đồng thời làm tăng nguồn vốn thì À, phát sinh bên nợ tài khoản loại 6 hoặc loại 8 có tài khoản loại 3 hoặc loại 4 cũng có những à, và cuối kỳ chúng ta sẽ kết chuyển chi phí về để mà xác định kết quả hoạt động kinh doanh à, thì ghi nợ tài khoản loại chính và có các tài khoản loại 6 hoặc loại 8 à, các doanh thu thuần trong kỳ cuối kỳ sẽ kết chuyển về À, để xác định kết quả hoạt động kinh doanh chúng ta ghi nợ tài khoản loại 5 hoặc loại 7 có tài khoản loại 9 và sau khi xác định kết quả hoạt động kinh doanh nếu như mà doanh nghiệp lỗ à thì số lỗ đó sẽ được ghi nhận bên nợ tài khoản loại 4 và à, có tài khoản loại 9 trường hợp có lãi thì khoản lãi đó sẽ ghi nợ tài khoản loại 9 và có tài khoản loại 4 rồi thì trước mặt các em là À, một cái sơ đồ thể hiện mối liên hệ giữa các tài khoản loại 1 hoặc loại chính, à, các em về cố gắng à, xem kỹ những cái à, từng trường hợp cụ thể trong cái sơ đồ này thì các em sẽ hiểu rõ hơn à, về cái hệ thống tài khoản của mình. Rồi chúng ta à, sẽ bước qua cái tổ chức vận dụng chế độ sổ sổ sách kế toán đã biết hệ thống tài khoản rồi thì làm căn cứ để chúng ta ghi sổ sổ kế toán thì nó dùng để ghi chép hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp à, tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được thể hiện trong sổ kế toán à, doanh nghiệp có thể tự xây dựng biểu mẫu sổ sách hình thức sổ sách dựa theo mẫu hướng dẫn của chế độ kế toán mà mình thực hiện ở đây theo thông tư 200 thì chúng ta sẽ dựa vào cái mẫu sổ hướng dẫn của thông tư 200. À, nếu đơn vị nào không có gì thay đổi, không có đặc thù gì riêng thì chúng ta có thể áp dụng ngay cái mẫu của thông tư 200 đưa ra nha các em. Rồi các hình thức uh, sổ sách thì uh, chúng ta có uh, loại sổ tổng hợp và sổ chi tiết. Sổ tổng hợp thì có cái dạng sổ nhật ký và sổ cái còn hiện nay thì chúng ta có năm hình thức ghi sổ à, đầu tiên thời mà chúng ta ghi bằng thủ công đó các em thì là chứng từ ghi sổ là phổ biến ha à, rồi chúng ta có cách ghi sổ theo hình thức nhật ký chứng từ rồi cũng có cách ghi sổ theo hình thức nhật ký sổ cái rồi cũng có cách ghi sổ theo hình thức nhật ký chung và cuối cùng ngày nay đa số các doanh nghiệp hầu như là hết 99% doanh nghiệp rồi các em đều áp dụng kế toán trên máy tính. Ha. Thì đó là năm hình thức kế toán áp dụng hiện nay. À, chúng ta đối với hình thức nhật ký chung á thì nó gồm có sổ nhật ký chung, sổ nhật ký đặc biệt, rồi nó có sổ cái và theo dõi trên sổ thẻ kế toán chi tiết thì đây là hình thức mà hiện nay các phần mềm kế toán thường áp dụng để mà được viết chương trình theo nhật ký chung đó các em. À, rồi đây là cái một số cái mẫu sổ theo nhật ký chung nha. À, trang đầu tiên là trang nhật ký chung. Từ nhật ký chung mình mới vô nhật ký đặc biệt. Nhật ký đặc biệt có thể là nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền hay là những cái nhật ký mua hàng, nhật ký bán hàng, vân vân. Đây là những nhật ký đặc biệt. Từ những nhật ký đặc biệt này, thì chúng ta sẽ vô các cái sổ chi tiết, vô các sổ chi tiết, vô sổ cái. Đấy. Thì trước mặt các em là sơ đồ kế toán à, của hình thức kế toán theo nhật ký chung. Đầu tiên là từ chứng từ gốc. Chứng từ gốc chúng ta sẽ lọc cái À, sổ nhật ký chung và trên cơ sở đó các em sẽ lập nhật ký đặc biệt và sổ chi tiết rồi à, cuối ngày cuối tháng các em sẽ tổng hợp sổ chi tiết, tổng hợp, ghi vào sổ cái lập bản cân đối tài khoản và à, lập báo cáo kế toán còn đây là sơ đồ kế toán theo hình thức nhật ký sổ cái cũng bắt đầu từ chứng từ từ chứng từ gốc, các em vào cái bảng tổng hợp chứng từ gốc và trên cơ sở đó thì vô sổ nhật ký sổ cái, vô sổ chi tiết và lập bảng à, tổng hợp đối chiếu để lập báo cáo tài chính. Rồi đây là hình thức sổ theo chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ thì đầu tiên cũng từ chứng từ gốc. À, các em lên chứng từ ghi sổ và à, lên sổ chi tiết, rồi chúng ta tổng hợp lại đưa vào sổ cái và tiến hành tổng hợp đối chiếu để lập bảng cân đối kế toán và lập báo cáo tài chính. Còn đây là hình thức À, nhật ký chứng từ cũng bắt đầu từ chứng từ gốc các em lập nhật ký chứng từ à, vô sổ chi tiết và tổng hợp đối chiếu để vào sổ cái và lập báo cáo tài chính à, cuối cùng là phần mềm kế toán thì hiện nay kế toán trên máy tính là thường sử dụng phần mềm kế toán à, phần mềm kế toán này thì à, cũng tất cả mọi dữ liệu mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều nhập vào một cái trang dữ liệu đầu tiên và được thiết kế theo các được các nhà à, công nghệ thiết kế viết lại để à, bất kỳ lúc nào các em cũng có được từ cái dữ liệu ban đầu à, các em bất kỳ lúc nào các em cũng gọi được cũng có được những cái trang sổ mong muốn những trang sổ chi tiết những trang sổ tổng hợp hay là những cái báo cáo tài chính mong muốn nha à. rồi cuối cùng của họ chương này là chúng ta tìm hiểu qua hệ thống báo cáo tài chính. À, báo cáo tài chính là báo cáo kết quả công tác kế toán trong một kỳ kế toán. Nó cung cấp thông tin một cách tổng quát và toàn diện về tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp, cũng như tình hình và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kế toán. À, báo cáo của kế toán doanh nghiệp thì bao gồm hai phân hệ đó là báo cáo tài chính và báo cáo quản trị. À, báo cáo tài chính thì bao gồm những báo cáo lập theo định kỳ à, theo quy định thống nhất của nhà nước đây là nó mang tính pháp lệnh các em à, nó được à, à, báo cáo theo yêu cầu định kỳ và theo biểu mẫu cũng à, theo quy định thì à, hiện nay à, trong báo cáo tài chính gồm có bốn loại biểu mẫu cơ bản thứ nhất là bản cân đối kế toán thứ hai là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thứ ba là báo cáo lưu chuyển tiền tệ và cuối cùng là bản thuyết minh báo cáo tài chính thì à, trong chương trình của các em chủ yếu chúng ta sẽ học hai loại bản cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chúng ta tìm mùa hiểu qua hai loại đó thì trong bản cân đối kế toán thì chúng ta phải thỏa các yêu cầu của tài sản và nguồn vốn tài sản lúc nào cũng phải cân đối với nguồn vốn và theo biểu mẫu của thông tư 200 thì các em về xem đầy đủ ở trong thông tư 200 ha còn cái đây là cái biểu mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng có đầy đủ ở thông tư 200 à, các em cũng về xem các yếu tố đầy đủ ở đây và à, cái cách lập uh, hai loại báo cáo này thì chúng ta sẽ học ở phần sau nhưng mà điều cần thiết phải biết là khi ghi nhận các yếu tố vào báo cáo tài chánh thì chúng ta phải tuân thủ theo hai tiêu chuẩn. Thứ nhất là nó phải chắc chắn thu được lợi ích kinh tế hoặc là chắc chắn nó làm giảm lợi ích kinh tế trong tương lai. Tức là những khoản thu vào hay chi ra gì cũng phải là chắc chắn. Rồi, các khoản mục đó có giá trị và xác định được giá trị một cách đáng tin cậy, tức là tất cả đều phải thể hiện bằng giá trị một cách đáng tin cậy, thì đó là hai tiêu chuẩn cần thiết để các em đưa vào báo cáo tài chính. Rồi thì trong chương này cô đã giới thiệu cho các em cái cách để tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp. Cô mong rằng là các em nếu em nào có ấp ủ một ước mơ để trở thành một kế toán chuyên nghiệp thì xem kỹ chương này để biết được rằng là muốn tổ chức một bộ máy kế toán thì chúng ta phải làm gì là phải trang bị kiến thức nào ha sơ à, cô chào các em chúc các em thành công